Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một tỷ phú nọ được tử thần mời về thế giới bên kia. Gia tài khổng lồ được lối lại cho người con trai duy nhất đang du học ở ngoại quốc. Di chúc được trao cho luật sư nhưng không đề rõ tên tuổi cậu con duy nhất đó, và cả quốc gia cũng chưa ai thấy mặt cậu bao giờ. Ít lâu sau, có ba chàng thanh niên đến khóc lóc kể lễ thương tiếc cha. Ai cũng xưng mình là con của nhà tỷ phú. Sự việc phải đưa ra tòa để phân định. Vị thẩm phán đem bức chân dung nhà tỷ phú đến, cho vẽ nơi ngực bức chân dung một hình trái tim, rồi nói: đây là bức chân dung của cha các vị. Vì nào bắn trúng trái tim nơi ngực cha mình thì kẻ đó sẽ được lãnh gia tài ông đã để lại. Người thanh niên thứ nhất vui vẻ lắm, bắn gần trúng. Người thanh niên thứ hai hung hăng hơn, rất khoái chí, bắn sát ngay dấu đã ghi. Người thanh niên thứ ba lưỡng lự mãi, không dám bắn. Anh cầm cung giơ lên, bất chợt anh ném cung tên, khóc nức nở và nói: không, tôi không thể xúc phạm đến cha tôi. Tôi thà chịu mất tất cả gia tài hơn là trở thành người con bất hiếu. Bây giờ vị thẩm phán tuyên bố mọi sự đã rõ ràng. Gia tài này thuộc về anh. Chúng tôi đã biết anh chính là người con của ông. Hôm nay, sau khi công khai bày tỏ cho các môn đệ về cuộc thương khó và báo trước số phận của những ai đi theo Ngài, Chúa Giê-xu lên núi Ta-bo để mặc khải vinh quang của Ngài, hầu khích lệ các ông và tất cả những ai muốn đi theo con đường của Ngài. Đây cũng là dịp để Chúa Cha khẳng định vị trí và sứ mạng của Chúa Giê-xu khi đến trần gian. Vì yêu thương nhân loại và quyết tâm thi hành thánh ý Chúa Cha, chấp nhận cuộc khổ nạn, Chúa Giê-xu đã biến hình đổi dạng, dung nhan Ngài chói lọi như mặt trời, y phục Ngài trắng tinh như ánh sáng. Ngài còn được Chúa Cha chứng giám bằng một lời khen ngợi long trọng: đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Chúa Cha. Ngài đã sống đúng nghĩa một người con thảo, luôn làm hài lòng cha. Ngài đã đến trần gian chia sẻ thân phận kiếp người và cho chúng ta biết Thiên Chúa là cha yêu thương. Ngài đã dùng lời rao giảng dạy chúng ta biết nghĩa vụ làm con đối với Thiên Chúa. Bằng đời sống của mình, Ngài đã nêu gương cho chúng ta người con yêu dấu của Chúa Cha. Ngài đã dâng lên cha lời nguyện thần phục: lạy cha, này con xin đến để chu toàn thánh ý cha. Ngài đã xác quyết con chẳng tự mình làm điều gì, chỉ làm những việc cha đã làm. Ngài chỉ muốn và làm những điều cha muốn, cũng như lấy thánh ý cha làm lẽ sống, lương thực dưỡng nuôi thầy là làm theo ý đấng đã sai thầy. Đức Giê-xu biến hình sáng láng trước mặt ba môn đệ thân tín là để các ông cảm nghiệm được khuôn mặt thật và vinh quang phục sinh của Ngài, cũng là để dọn lòng trí các ông đón nhận cuộc khổ nạn và cái chết thương đau của Ngài trên thập giá ngày mai. Vì phải qua đau khổ mới tới được vinh quang, có khổ nhục của chiều thứ sáu tuần thánh mới rạng rỡ trong sáng Chúa Nhật phục sinh. Chúng ta có thể biến hình đổi dạng khi sẵn lòng vác thánh giá lên đồi Can-vê với Đức Kitô. Chúng ta có thể bừng sáng rạng ngời khi dám hy sinh bản thân để hiến dâng cho Thiên Chúa và tha nhân một tình yêu vô vị lời. Chúng ta sẽ nhận ra khuôn mặt ngời sáng của Đức Kitô khi đón nhận khuôn mặt đau khổ của tha nhân. Chúng ta sẽ hòa được khuôn mặt của Đức Kitô khi lắng nghe và tuân giữ lời Ngài. Tuyên chứng Đức Kitô cứu thế mà không chấp nhận thập giá của Ngài, đó chính là thái độ của Satan. Chúng ta cũng thường khước từ thập giá khi không tiếp nhận cuộc sống như một ân ban,
khi bi quan qua các biến cố và con người, khi bán rẽ lương tâm vì cái lợi và cơ hội tiến thân, khi đóng kín niềm tin trong phụng vụ, trong nhà thờ và quên rằng sống đạo là đem đạo vào đời, là sống niềm tin Kitô trong từng giây phút của cuộc sống. Cuộc sống chúng ta vinh quang ta bò chẳng bao nhiêu, nhưng gian nan núi sọ lại rất nhiều. Chúng ta sẽ luôn được vui tươi và thanh thản, an bình và hạnh phúc khi cảm nghiệm được khuôn mặt ngời sáng của Đức Kitô trong cuộc đời mình. Chúng ta phải phấn đấu vượt qua những chặng đường thánh giá cuộc đời để đạt được phần thưởng vô giá là vinh quang phục sinh rạng ngời. Sống trong một xã hội bị chi phối bởi chủ nghĩa vô thần, giải thiêng, sự thật bị đánh tráo, công lý bị bẻ cong, nhân phẩm bị tra đạp, nhân quyền bị tước đoạt, tình yêu bị giết chết, tôn giáo bị loại trừ, con người chạy theo trào lưu hưởng thụ, sống thực dụng, xu nịnh, bon chen, lọc lừa, gian dối, phỉnh gạt, ích kỷ và vô cảm. Chúng ta có dám sống như Thánh Phêrô, phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm? Chúng ta có dám làm điều Thánh Phêrô dạy, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ? Chúng ta có dám trung thành với ơn gọi và sứ mạng, loan báo tin mừng cứu độ, tố cáo tội ác của thời đại? Chúng ta có dám đón nhận sự bách hại, cái chết, vượt qua sự sợ hãi và mưu chuộc của thế gian để sống, để tuyên bố những điều xem ra ngược với suy nghĩ của kẻ có chức có quyền đương thời không? Là con cái Chúa, chúng ta đã sống thế nào với địa vị cao cả đó? Chúng ta đã làm gì để Chúa được hài lòng? Chúng ta đã muốn là và làm những điều Chúa muốn chưa? Chúng ta có muốn luôn thuần phục thánh ý Chúa, có tín thác vào sự quan phòng yêu thương và khôn ngoan của Ngài chưa? Chúng ta có sống được như chàng thanh niên trong câu chuyện trên không? Tôi không bao giờ xúc phạm cha tôi, thà mất tất cả còn hơn là trở thành người con bất hiếu, phản bội cha mình. Chính Thánh Phaolô đã xác tín, nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Ngài. Ước gì niềm tin của chúng ta luôn được soi sáng bằng bầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô, được thể hiện bằng thái độ chấp nhận thập giá trong từng giây phút cuộc đời, nhất là trong mùa chay tháng này, hầu trở thành người con thảo của Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết địa vị cao cả là con cái Chúa, để sống xứng đáng với danh nghĩa người con thảo theo gương Chúa Kitô. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng thế gian, từ chối thỏa hiệp, giành lợi và cơ hội tiến thân để đi theo Đức Kitô trên con đường thập giá, hầu minh chứng cho niềm tin của chúng con và diễn tả cho tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết can đảm sống ở thế gian nhưng không thuộc về thế gian mà thuộc về Đức Kitô. Xin cho chúng con gặp được Chúa trong cầu nguyện, trong thánh lễ, để khuôn mặt chúng con luôn được bừng sáng lên niềm an vui hạnh phúc. Lạy Chúa, xin thương giúp chúng con hiểu được ý nghĩa của thập giá Chúa và ban ơn cho chúng con biết sống mầu nhiệm thập giá Chúa trong cuộc đời, để được sống lại vinh quang với Ngài. Amen.